Xin chào mọi người, chào mừng mọi người số quần cô bãi như bản của mình nhá. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ. Thì tối hôm nay mình lại tiếp tục lên đơn máy cho mọi người. Thì tối hôm nay mình lại tiếp tục xả máy mọi người nhá. Xả máy đồng giá 79k. Thì là giá 79k này là máy thường thường nó có lỗi vặt nhỏ nhỏ bên trong mọi người nhá. Có như nào mình sẽ báo như thế. Còn máy nào lỗi nào mình sẽ báo luôn cho mọi người nhá. Thì là bây giờ mình sẽ giới thiệu qua đây là số điện thoại mình. Số điện thoại này để chốt đơn hàng mọi người nhá. Chốt đơn hàng hoặc là mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người. Còn mọi người có thể là kết bạn qua Zalo là Thế Anh này, qua số điện thoại mọi người nhá, để mình sẽ gửi ảnh chi tiết cho mọi người xem. Thì mình sẽ không chốt đơn hàng trên bình luận YouTube, chỉ chốt đơn hàng qua số điện thoại thôi. Mọi người bình luận YouTube là mình sẽ không chốt mọi người nhá, sẽ không đọc. Và mọi người cũng thông cảm cho mình là tối hôm thứ sáu mình đã ra một video xả máy với đồng giá là 59k ấy. Thì thực sự là rất nhiều người muốn mua đặt liên tục. Thế là mình xoay không kịp, thế là vừa công việc 2 ngày hôm nay nữa thì hôm nay mới ra được clip, thì mọi người thông cảm cho mình nhá. Đó. Thì giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cây một. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ở mã G nhá. Hôm nay là mã G1 mọi người nhá. Mã G1 thì cây đầu tiên là cây Shimano mọi người này, đuôi chuột nhá. Đó, Titanus này. Titanus mọi người nhá. Đó, đuôi chuột hoạt động bình thường này. Đó, con này thì có đặc điểm là duy nhất là quay nó kêu mọi người ạ. Đó, mọi người nghe rõ không? Nó chỉ mỗi kêu thôi. Còn mô bin sống đuôi chuột hoạt động bình thường quay vẫn quay được mọi người nhá. Đó, mô bin sống này. Kêu khá là to, à, cần gạt hoạt động bình thường, hơi khô dầu một tí. Con này là thân full carbon, size 1000 mọi người nhá, size 1000 Titanus, đó, đổi tay trái vải thoải mái, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết nhá, đó, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết này, khóa này, thấy chưa? Rồi, thì là con này mình sẽ đánh với giá là mã đánh với mã là G1, đánh vào đâu dễ nhìn bây giờ mọi người nhỉ? Đi này nhá, G1. G1 79k rồi nhá, G1 79k. Rồi chúng ta đến mã G2, G2 cây này là không biết của hãng gì mọi người ạ, con này size tầm 1000 mọi người nhá. Đó. Phanat Spin, con này được sản xuất ở Korea. Ratio là 4.3 mọi người nhá. Cước số 3 vào 90m này. Size 1000, đây, sản xuất ở Korea, thân full carbon. Rồi con này thì quay này. Quay ổn định bình thường. Rồi mọi người nhá. Đó. Có vẻ nó không được bon bình thường nữa nhưng mà nó quay khá là ok, này là câu được rồi. Đây, mở trả ngược này. Khóa này. Ok mọi người nhá. Mô bin sống này, đó mô bin kêu rất to luôn, cần gạt hoạt động bình thường nhá. Cần gạt hoạt động bình thường. Mã G2 79k. G2. G2 79k mọi người nhá, size 1000. Đây, con này hoạt động bình thường. Ổ tay trái phải thoải mái. Rồi, chúng ta đến mã G3. G3 chúng ta có một cây Ryobi này. Đó, đây. Cây này quay vẫn được mọi người nhá. Nhưng mà quay hơi bị nặng một tí. Đó. Con này báo luôn là con này bị nặng, quay hơi nặng mọi người nhá. Còn hoạt động bình thường này. Đó, đang khóa trả ngược này. Ok chưa? Mở trả ngược này. Đó. Khóa trả ngược này. Ok mọi người nhá. Con này mô bin khá là chặt tại vì là cái nút này không cởi ra mọi người nhá. Đây là cái nút này này. Cái nút này chắc là cầm kìm mới vặn được nhưng mà mình cứ thế mình bán cho mọi người về tự vặn nhá. Đó, mô bin sống này, mô bin sống nhá, cần gạt này, cần gạt hoạt động bình thường, ok luôn, đổi tay trái phải thoải mái để mọi người nhá. Đó, trả ngược này, ok chưa, quá trả ngược này, hoạt động bình thường mọi người nhá, kêu khá là to. Cây này mọi hình khá là đẹp, thân full carbon, size 1000 mọi người nhá, size 1000, con này sản xuất tại Japan luôn, cũng Japan luôn. Đó, mã G3. G3 79.000 mọi người nhá. Ryobi. Rồi chúng ta có một cây này là cây Shimano, nguyên tem luôn mọi người này. Nguyên tem nhá. Con này sản xuất ở Korea này, sản xuất ở Korea. Đó, con này quay thì cũng nặng ít mọi người ạ, cũng hơi nặng. Nói chung là quay được con này thì phải chạm màu giữa dầu mỡ và ok đâu mọi người nhá. Đó, mô bin sống này. Mô bin sống nhá. Cần gạt hoạt động bình thường. Con này size 2000. Size 2000 đó. Đây. Mở trả ngược này, ok chưa? Mở trả ngược này, khóa trả ngược này. Ok chưa? Đổi tay trái phải thoải mái mọi người nhá. Với Titanus size 2000 sản xuất tại Korea. Đây. Đó, mô bi sống mọi thứ hoạt động bình thường mọi người nhá. Mã G4. G4. 79k mọi người nhá. Shimano size 2000. Lại chạm rồi.
Rồi chúng ta đến tiếp tục con Shimano nữa. Con này size 1000 này, 2000 đây. Con này size 2000 mọi người nhá. Đây 2000 này. Con này còn nặng hơn con đấy, quay nặng hơn. Đó nhưng mà có vẻ vẫn hoạt động được. Cây này chỉ hai cây này về tra dầu mỡ là dùng thôi nhá. Đó con này Ishii kia luôn, cũng sản xuất ở Korea. Mobin này. Đó, mobin sống người nhá. Lâu ngày nó không hoạt động thì là nó bị bó, mình phải vặn một hai phát thì nó trơn tru được. Đó, mobin sống này. Xa 2000 con này ra tiêu 4.2. Đó, quay thì là hơi nặng một tí. Là đổ tay trái phải thoải mái mọi người nhá. Đây. Mở trở ngược này. Đó, khô dầu đấy mọi người ạ. Quay ngược là kêu này. Quay xuôi không kêu nhá. Đó, đây. Khóa trở ngược ok chưa? Đây, đây mọi người nhá. Đồng giá 79k. Con này thì hai con này về tra dầu mỡ là dùng thôi. G4. G4 79k mọi người nhá. Ở đâu? G5 chứ nhỉ mọi người nhỉ? Mấy em lộn lộn đấy. G5. G5 mọi người nhá. G5. G5 mọi người nhá. G5. Shimano. Rồi chúng ta đến một tiếp theo, một cây này cây của Thái Lan, sản xuất tại Thái Lan này. Con này Long Cát, không nhầm của Daiwa thì phải. Từ Long Cát của Daiwa mọi người ạ. Daiwa nhá. Đây. Daiwa Long Cát size 2000, con này Daiwa thì size khá là lớn mọi người ạ. Con này mobin, cái chiếc mobin này nó khá là chặt đây mọi người nhá. Đó, con này nỗi chiếc mobin hơi chặt và cái cần gạt này này nó không trả ngược lại nữa rồi. Đó, không trả ngược lại rồi nhá. Con này mà size 2000 này thì nó to phải tầm size 4000 của Shimano. Đây mọi người này, hoạt động này. Ok chưa? Đó trả ngược này. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu mọi người nhá. Quá trả ngược ok này. À, đó. Mọi người nghe không? Cạch cạch chưa? Đó mình không biết nó va chạm được. À đây rồi. Cái này con ốc cho bạn chặt mọi người nhá. Mọi người tháo ra bạn chặt là được này. Long cát này. Mobin vẫn sống nhá. Một cái nút này nó hơi chặt mình không vặn được. À cái nút này nó ăn liền cái này mọi người. Về mọi người sơ chế lại nhá. Đó còn gạt gạt được nhá. Đó đây máy thì vẫn hoạt động được. Đó máy vẫn hoạt động được mọi người nhá. Đó G6 79k đây này, vặn nút 6 nó bùng hẳn ra mọi người này. Vặn nút bùng hẳn nhá. G6 79k nhá mọi người, về tháo cái cối này ra vặn ốc vào nó ok. G6 79k. Rồi chúng ta đến mã G8. G8 chúng ta có một cây này là cây của hãng gì đây? Hai bạc đạn luôn mọi người ạ. Hai bạc đạn này. Đó, hai bạc đạn, cây này là của Olympic mọi người ơi. Olympic mua bị sống này. Đó, mua bị sống người nhá, mua bị sống nhá. Đó, phun kim loại luôn, gạt này. Đó, còn gạt những nắp gạt rất là hoành tráng luôn, bằng đá mọi người nhá. Cái này nó chỉ khô dầu mọi người nhá, tra dầu lại ok. Đó, máy quay này, quay hơi nặng một chút, hơi nặng một chút. Đó, khóa chạy ngược đầy đủ hết nhá. Đó, chạy ngược này. Đó, ok chưa? Bật tiếng này. Đó, mua bị sống mọi người nhá, mọi thứ hoạt động bình thường. Đó, ngoại hình thì là có chút sơn thôi. Con này size khoảng tầm 2000, size 2000 mọi người nhá. Cước số 4 vào 160m này, cước số 5 vào 150m này mọi người nhá. Đó, cước số 5 150m này, hai bạc đạn luôn. Đó, hai bạc đạn. G7 à, G7. G7 mọi người nhá. G7 này. 79k. Rồi, chúng ta đến G8. G8 chúng ta có một cái Ryobi này. Úi trời. Quay bao bon luôn mọi người nhá. Đó, thỉnh thoảng nó có vẻ hơi khô dầu, nó kêu bên trong mọi người này. Đó. Đó, hơi kẹt kẹt mọi người nhá. Nhưng mà được cái là rất là bon. Đây, con này sản xuất tại Japan. Ryobi con này size tầm 1000. Ratio 5.3 luôn mọi người này. Đó, ngoại hình này, ngoại hình khá là đẹp. Bị chảy chảy như này tí luôn này. Còn carbon rất là đẹp luôn. Đây mọi người rõ không? Ok. Trả ngược, trả sau, trả ngược đầy đủ hết mọi người nhá. Con này thì đuôi chuột đang bị trờn. Đang bị trờn. Đuôi chuột đang bị trờn mọi người nhá. Mình sẽ nới lỏng nhá này. Vẫn không được nhá. Đó, đổi tay trái phải thoải mái luôn. Rồi, G8. G8 nhá, 79k. Rồi, chúng ta đến G9. G9 chúng ta có một cây này, cây của Ryobi mọi người này.
tem mác cái bong bong hết rồi này. Ở bên này thì còn không còn cơ. Máy thì hoạt động bình thường rồi nhá. Đó, hoạt động bình thường này. Đang khóa trả ngược này. Đó. Mở trả ngược nhá. Ok chưa? Rối cước rồi, rối cước rồi. Cước rồi, đó, nó rối cước mọi người nhá. Mô bin sống nhá. Mô bin sống này. Cần gạt hoạt động bình thường này. Đó. G9. G9 78k mọi người nhá. À 79k. G9 79k. Rồi, chúng ta lên G10. G10 chúng ta có một cây Daiwa mọi người ạ. Một cây Daiwa size 1500 này. Daiwa size 1500, con này khá là cổ rồi. Đây, máy hoạt động bình thường mọi người nhá. Đó. Cổ nhưng mà hoạt động rất là bon luôn. À, mở trở ngược này. Đó, đầy đủ hết nhá. Khóa này. Ok chưa? Đó, đây. Cần gạt này. Gạt hơi khô dầu một chút. Đó. Đây mọi người đây mọi người nhá. Size 1500 này. Đây nó bẩn mọi người nhá. Bẩn chứ không phải là trúc xúc trúc sơn các kiểu gì đâu mọi người nhá. Bẩn nhá. Đó mọi người về lau chùi đi là ok. G10. Từ nãy giờ mình viết chữ G ngược mọi người ạ. Nhưng không sao. Cứ mọi người đọc mã G là được rồi. Đó, G10 nhá, 79k. Rồi, chúng ta đến G11. G11 chúng ta có một cây Daiwa này. Daiwa mình có hai cây giống xì nhau luôn. Đây. Hai con giống xì nhau luôn mọi người nhá. Hai con giống xì nhau luôn, cùng một size luôn, 700B này. Rồi mình sẽ giới thiệu luôn từng cây một nhá. Đây đến giờ đến mã G11 đúng không? G11. Rồi, rất là chặt, vẫn rất là chặt đây mọi người nhá. Mô bin sống này. Cần gạt hoạt động bình thường này. Đó, con này size 700. Rồi. Con này quay là cái tay quay hơi bị nặng. Đó, hơi bị nặng rồi nhá. Về tra rổ mỡ lại nó ok. Rồi. Trả ngược này. Đó, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết nhá. Khóa trả ngược này, ok chưa? Con này sản xuất tại Đài Loan rồi nhá, Taiwan này, Taiwan này. Đó, đây ngoại hình đây. G11. G11. 79k mọi người nhá. Con G12 này cũng thế thôi, cũng tay quay nặng nhưng mà nhẹ hơn kia luôn mọi người, nhẹ hơn. Rồi, chặt quá, một viên sống này. Cần gạt hoạt động bình thường này, đó nó cũng giống như xì cây kia luôn. Mà được cái là nó quay nhẹ hơn mọi người nhá, quay nhẹ hơn nhá, mất một cái tem này. Không ảnh hưởng gì cả. G12. G12, 79k mọi người nhá. Rồi, chúng ta G13. G13 chúng ta có một cây Micon mọi người nhá. Micon không biết hãng Diamond. Hãng Diamond mọi người nhá. Không biết phải hãng Diamond không, mình không biết nữa. Đó. Con này là quay khá là ngon mọi người ạ. Nhưng mà tới tầm bắt đầu là nó lại bị khít đi một tí, nhưng mà được cái nó quay rất là bon này. Đó, thỉnh thoảng bị phát này nhá. Không biết lý do gì. Đó, đuôi chuột này. Đuôi chuột thì vẫn vặn được bình thường nhá. Nhưng mà vặn không có tác dụng gì với cả cái này cả. Vặn chặt hay vặn không chặt đều không được mọi người nhá. Mọi người về mọi người tự chế cháo lại. Con này size xem sao bao nhiêu, con này size tầm 1.500. 1.500 mọi người nhá. Máy quay hoạt động bình thường này. Trả ngược này. Đó, trả ngược đầy đủ hết nhá. Cái này mọi người vặn chặt vào không là vặn trả ngược là nó bung ấy. Đó, máy hoạt động bình thường này. Đó, thỉnh thoảng nó khiệt phát thôi. Micon. Đây mọi người nhá, con ốc này, mất con ốc này. Đó, ngoại hình cũng khá là bẩn. Rồi, chúng ta đến G13. 13, 79k mọi người nhá. 13, 79k. Rồi, chúng ta đến một con G14. G14 chúng ta có một cây Micon nữa. Một cây mây này thì mất tem rồi. Mất hết tem mọi người nhá. Mất hết tem này, mất cái ốc này. Nhưng mà được cái là quay này mọi người ơi. Đã bảo bao bon cho mọi người luôn này. Đó. Cái là mũi pin này là nó đuôi chuột của mình nó đang bị lỗi, không vặn được mọi người nhá. Đuôi chuột lỗi không vặn được. Mũi pin sống này. Máy quay bon này. Trả ngược trả xuôi đầy đủ hết mọi người nhá. Đó, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết nhá. Đây ngoại hình đây, ngoại hình con này có vẻ xấu hơn con kia nhưng mà được cái nó lại bon hơn con kia. Đây ngoài đây mọi người nhá. G14. G14. 79k mọi người nhá, G14. Rồi, chúng ta đến G15. G15 đây mọi người nhá.
Đi mà năm chúng ta cái Olympic size con này nó báo cho này 1.000 nhưng mà con này chắc size phải tầm 4.000 mọi người nhá. Size 4.000. À, máy hoạt động này. Hơi bị lắc đầu thì thôi. Còn mobin sống này. Mobin sống này mọi người nhá. Đó, mobin sống này. À, con này xem là mấy bao đạn, con này không nhiều đạn rồi nhá. Nó ghi trên này là sao 1.000 thôi nhưng con này sao thật kiểu 4.000. Đây. Máy hoạt động bình thường. Đó, mở trả ngược này, mở trả ngược này, ok chưa? Khóa trả ngược này. Hoạt động bình thường mọi người nhá. Đó, đây mọi người đây. Con này full carbon hết, 100% carbon. G15. 79k mọi người nhá. Rồi chúng ta đến G16, G16 chúng ta có một cây này là của hãng gì đây? Ryobi mọi người nhá. Ryobi của Taiwan này. Rồi, máy hoạt động bình thường, con này dùng tay phải không dùng tay trái nhá. Đó. Quay khá là nhẹ luôn. Mô bin sống này, gãy nơi gà, mất nơi gà rồi nhưng không ảnh hưởng gì hết mọi người nhá. Mất nơi gà. Cần gà thì có vẻ là hơi đuối vì nó khô rồi hết rồi. Gà hơi đuối đây. Trả ngược trả xuôi đầy đủ hết mọi người nhá, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết nhá. Đó, ok chưa? Đây, mọi anh đây. G15 79k mọi người nhá, G15 79k. Rồi, chúng ta đến một cây này là cây của hãng gì đây? G16. Phải G15 nhỉ, mình lại lộn hay bị lộn lắm mọi người ạ. Đấy, hai con G15 liền. Sửa mọi người nhá. Con này G16. G16. G16 mọi người nhá, sửa lại. Đây, và chúng ta đây bây giờ có một cây G17. Cây này là cây của hãng gì đây mình không biết nữa. Đây này, tên này. Nhìn này giống của Shimano. Lại giống Shimano mọi người nhá. Con này thì là mất cái nắp này rồi, mình vừa lấy cái nắp khác vào nhưng mà có vẻ không hoạt động được. Hoạt động rồi nhá, một mobi vẫn sống này. Con gà này ok này. Đó, con gà ok này. Máy quay thì khá là nhẹ. Nhẹ rồi nhá, đó. Trả ngược này. Ok chưa? Khóa trả ngược này. Cái này mọi người hãy vặn chặt vào nhá. À, con này bị trượt này mọi người ạ. Bị trượt. Bị trượt mọi người nhá. Đó, con này là cũng G17. G17. Con này để giá cho mọi người với giá là 100 alo. Để cho mọi người với giá 50.000. 50.000 mọi người nhá. G17 50.000 nhá. Rồi, chúng ta đến mã G18. G18 cây này khá là mới luôn mọi người ạ. Con này của hãng gì đây? Size 2.000 này. Mua viên sống mọi người nhá. Begra, à đây hãng Begra này mọi người này. Không ghi hãng gì hết nên đây là rất là khó nhìn. Begra con này size 2000X mọi người nhé, size 2000X. À, máy thì là báo tôi tình trạng này, ngoại hình thì rất là đẹp nhưng mà tình trạng là quay rất là rít mọi người nhé, vừa rít vừa kêu này. Đó, rít này. Đó, thế dưới đây rít nhá. Đó, ngoại hình rất là đẹp nhưng mà quay rất là ít, rất là kêu. Đó đây, ngoại hình rất là đẹp. Con này là G18. G18 79k mọi người nhá. G18 79k. Rồi, và cây cuối cùng. Cây cuối cùng chúng ta có cây máy ngang. Cây này là hàng China xuất Nhật. Con này một bạc đạn mọi người nhá. Đó, máy này. À, không nảy luôn mọi người ạ. Đó, lỗi này báo luôn mọi người nhá. Không tự nảy này. Đó, mọi người về vệ sinh lại với máy ngang, thường thường vệ sinh lại là sẽ hoạt động được mọi người nhá. Ở đây, ngoại hình đây. Đó, một bạc đạn sản xuất tại China, China xuất Nhật mọi người nhá. Đây, ngoại hình đây. Đó, khóa từ, khóa trước còn hoạt động bình thường nhá. Núm vẫn vặn được này. Vẫn vặn được hết mọi người nhá. G19. G19 78k mọi người nhá, là con máy cuối cùng rồi. À, cũng phải kết thúc clip hôm nay thôi. Thì là mọi người xem ưng ý cái nào thì gọi điện qua ngay số này, gọi qua ngay số điện thoại này cho mình nhá, để chốt đơn hàng hoặc là tư vấn trực tiếp thêm mọi người nhá. Đó, 0326 267 369. Còn đến bây giờ là mình phải dừng video thôi. Hẹn ở video tiếp theo. Bye bye.